Cái phanh liệu có hỏng không kia? À, tháo ra rồi không? Chưa tháo ra. Que nó có cái đầu to ấy. Cái đấy có phải không? Có cái cục to to nó cài vào được. Cái kia cái cài không, cái móc không hay là có cái chốt cái ngang? Chốt sang thì phải. Chốt sang thì phải. Cái này không phải. Cái mà nó có một cái đầu xong nó có một cái chốt riêng ấy. Hình như còn hay sao mà? Chết rồi. Con xe tàu có bắn bi xe bi bắn á hay bi gì bi xe đạp đó. Cái viên bi hình như hết rồi, sao lại không lấy được không vừa biết rồi cái bi mua thành lạng thành cân đấy chị hay là... nhưng mà giờ này là hết bắt đầu không còn cái loại đấy rồi bi to bi trục giữa hay sao phải không lấy về để bán hay là thế nào bắn thì nhà mình lại hết đáng cái loại đấy ừ dạo này ít người hỏi đâm ra lại không nhập chim dạo này lại không còn lắm lên trên chợ có nhà trên chợ bán hay sao chứ nhà Chính Hiền nó bán hơn bây giờ nó còn bán hay không lên trên nó hỏi xem nào
Tí con nó quên lấy cái sắt sắt để chốt vào. Nó chẳng có lỗ vào đấy à? Ghê, dám hộ chú với phanh lắm. Dám xong giữ cái đấy nhá. Rồi, cảm ơn. Thank you. Rồi chắc được rồi, im. Cá nan hoa hết 50.